Cả các quý khách hàng anh chị ạ, đây buổi trưa hôm nay cuối tuần ngày mà có tốc độ đóng ngân hàng ra tôi nhìn đông có khách rồi cả là cũng đóng liên tục đi các tỉnh anh chị nha. Anh chị ai có nhu cầu đối khoản cả em nha, cả là rất nhẫn luôn, có liên tục đi với các ngân hàng tiền đông tài 1-2 này, 8-9 này. Vâng, anh chị luôn tin tưởng và ủng hộ không phải thằng em ạ. Em xin chào mọi người ạ. Kính chúc tất cả các quý khách hàng anh chị một ngày mới cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân ạ. Đồn đẹp, tính tách luôn. Cái vùng bông này nó siêu vẻ luôn. Giá này siêu khuyến mại. Nó sẵn tại hồ luôn. Đã hết rồi. Cảm ơn các bạn.